Má lành bao nhiêu mà thấy có mù tiền rồi đó. Lần này là quyết định mạo hiểm không? Một ăn cỏ ngõ gì không cái gì? Trung Quốc ngõ gì lấy cái? Ngõ thì Trung Quốc. Đoan hiên đoan lành vậy. Tôi đang nằm một xíu nha. Đánh một chục cho nó rẻ nước lá không? Đào tay này là bỏ vô rồi đó. Đất rồi mới xử lý. Bông mầm má rồi rồi. Bông rồi rồi. Được chưa? Để anh em người ta theo dõi, người ta chứng kiến cái phò chuyển thế, chuyển gió. Lâu nay cứ để ầy là mấy anh em bón rẻ cũng không mua gắt mà nào. Bây giờ mà chuyển qua là bón nhiều tiền ăn. Không bón thôi. Không, má lành bao nhiêu mà thấy có mù tiền rồi đó. Châu cho dày. Má lành bao nhiêu mà thấy mù tiền rồi đó. Lan hầu đào á. Trứng tròn, trứng tròn. Trăm việc, trăm trứng. Má có lành mấy chục triệu là nán ruột rầu. Má có ngàn lên tiền đó là nán ruột thôi. Vậy là lồn cái gặn chữ O chống lên cho nó vững. Lên nghe được tí bỏ mà. Có khi nó hơn cũng có nữa đấy chứ. Dú dài mà không kinh. Lên má có giả lên xíu mà kinh quá. Nắp ra chỗ đây luôn nè. Ngay chỗ tàn đó, ngay chỗ đó. Chỗ khô xong nhất. Không không đừng bỏ, dùng nó lên thì đừng bỏ. Đó. Đây thì cái này xuống luôn. Đây này. Xay cuối chân ra nữa. Đó nó nặng quá. Đây đây, đường nào cũng lâu cái cây tới xíu nữa chứ không ai để số kia rồi. Cái này. Lâu cây tới kia đi. Nè, nhớ nè. Lâu qua đây.
Rồi. Tháo để này nó cắt xong rồi mình dùng ly chấm luôn. Rút canh hồi lên vô nè. Rồi cái đây chấm cái này Dũng. Rồi đó, đây tôi cắm ngay cho mông á. Rồi. Cái này. Như nó ngọt qua đây này chứ. Cắt cho đây nè. Không nghe thử. Cắt chấm đây. Ở dưới nó ngọt qua nhà đây. Ngã mát luôn đi. Đây 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 thấy được cái điện nó ngọt vô nó lại lấy lại. Nó hụt lại. Đang có hai phân nữa. Anh Kim thở anh Kim coi cần cái lật qua nó xíu không? Ngọt qua đây. Có ngõ qua như kia chứ không? Nên nếu mới nói thử. Thôi nói thử. Dạng cái cây lệ chứ. Thì các con, các con có phải là anh chứ? Đang con đó. Vậy đó. Đưa viên gạch, cái viên gạch, viên gạch đó, viên gạch đó. Đó, tôi lấy đó, tôi sang lồn cố định rồi, tôi lấy đó, tôi kia cho thôi. Cùng quá, cùng quá, nào viên nhớ. Không, cùng cũng không hơn bao nhiêu. Cũng như đã chú gô đây. Còn như cây nó chạo kia quên. Còn nó chạo đó. Chứ nó cây chống xéo vô, gắt chạo kia chấm lên cây chua nữa. Khác vô gác vào để chống đây đây chống bên kia à. Lát lát chứ nó không ngỏ đâu. Con chào nữa. Thấy từ rút vừa vừa thôi chứ đụng nó đi. Giúp. Đó. Đi sao không à? Sao này để đừng đừng để sao này có luôn cái nhánh gì à, luôn. Nhánh gì thằng đó. Giúp mình giúp chưa đây. Mà để được có bóp mũ được. Chưa bao giờ anh có nói nhạc. Để cái trứng tưởng nó được. Cách cùng mẹ luôn. Mệt này có phải bậm trận hơn này, nhìn có phải hung hơn. Đúng rồi, cầm này thì nay cái mẹ nó mới co được, chứ còn hay dựng đứng lên cho nó tức, nó rất là tức đi cái con rồi đó. Rồi ok hết. Không mà, mà như cái ngọt này nó cũng hơi xéo xéo này. Xéo gì? Ừ. Gió nó dậy chứ bây giờ lật qua nữa là nè. Bây giờ không lật, nhìn da, da thằng này con phía ngoài một xí. Thì sao nó căng luôn, khỏi chỉnh luôn. Không da. Cao này lưu cái này đủ rồi. Đủ rồi, đủ rồi. Ừ. À, sao đánh giật cái co đây nè, cái đó cũng y cái theo cái đường đó rồi đi. Rồi, à. Vô đất. Cái cây vô vậy nó hì hòa ra chứ. Hay sinh, nó mồ hiểm nó bứt phá ra được. Có chứ, có tôn. Có tôn bè. Cứ theo bà Rìm biết là không lên tiền được. Dạ, trước mắt là mình ba mình nuôi cho nó ổn rồi đó. Nó sống rồi đó. Ngon nhất nè. Chú mua à được mà chạm thấy có đất nó bỏ lên vậy. Có xe dừa nó trồng vô. Xe dừa có đấy. Trồng bụi cót đổ vô cái bụi phan sao. Lợi thế là lồng buổi chiều ra tối đồ ẩm đã khắp quá rồi. Vậy. Quá phiêu luôn. Cái miếng tổ nái, miếng tôn trước nãy rồi. Trời, kinh khủng quá. Đổ ghép nhắn được mấy bữa rồi. Ngon đẹp. Chưa đài một tiếng đồng hồ mà có cây đẹp trai liền không? Âm là giống nó phá. Kể cho nó cái nó xói vô cái nồi nó to rồi nó cũng không chết, không có tròn nó bỏ không.
Chuyển từ gión rừng sang gión lan hầu đào. Dúi mà gión lan là hơi bị hiếm đó. Giờ là phát quay hết cái tiềm lực của cái cà vú này rồi đó. Lần nào mà không lên tiền nữa là thâu luôn á. Sâu là không chát. Có khi lên một tấc tấm.